ơi, 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 ơi. Đi lại, nghe đi lại coi thấy sao nha. Cái gì vậy? Dạ, Long Nguyên TV xin mến chào ông bà cô chú chị em. Em xin chúc tất cả ông bà cô chú chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc. Thì ông bà cô chú chị để trở lại những câu chuyện tâm linh ma mị về căn nhà có một cái lá bùa, một cục gạch bùa. Thì hôm nay hai anh em Lâm, hai anh em của Lâm là Quỳnh Tân đó, thì trở lại căn nhà này, kỳ này trở lại là quyết tâm sẽ đập luôn cái cục gạch bùa này bỏ để coi nó có cái hiện tượng gì xảy ra không cả nhà. Thì hôm nay Lâm sẽ cũng như thường lệ trước khi vô thì chắc có lẽ thì ngôi nhà này nó quá quen thuộc với cả nhà rồi, không cần phải đọc chú để làm gì, đọc chú vô cũng có hiện tượng thôi. Bây giờ thì mời ông bà cô chú anh chị em theo bước chân của hai anh em của Lâm, Lâm và Quỳnh Tân sẽ vô khám phá vòng vòng rồi bắt đầu sẽ làm một cái nghi thức đốt bùa rồi đập lá bùa này bỏ luôn rồi thử coi nó có hiện tượng gì lạ không cả nhà. Thì hôm nay Lâm cũng ghé trở lại đây thì thấy một cái hiện tượng lạ, rất là lạ luôn. Thì cái cây bạch đằng hôm bữa Lâm có nói với cả nhà, không biết cây này của người ta mua hay thế nào đó, người ta đốt bỏ cháy luôn. Ơi lộn, xin lỗi cả nhà, người ta bỏ luôn rồi, người ta cắt bỏ và cây nó nằm ngô ngô ngẩn này cả nhà này ha. Đó, bây giờ thì để không có tốn thời gian, bắt đầu sẽ đi vô vòng vòng coi có hiện tượng gì không, rồi bắt đầu là hai anh em sẽ tội mũi quá cả nhà ơi, hoa chịu mũi luôn. Đó. Thì hai anh em sẽ phúc lá bùa bỏ nha. Bây giờ thì đi vô nha. Ôi, cái gì không? Ôi, tất nhiên rồi, nhà này mà lúc nào cũng vậy chứ, có bình thường hết sợ rồi. Lúc nào ở nhà này nó cũng có cái điều mà lạ lạ lùng lắm cả nhà. Ngộ gì lắm. Vậy sao? Để từ từ qua cái đang đứng bên đây đi qua không được. Đi qua bên đó rồi coi cái gì nó la lối sùm bển này cả nhà. Đi qua bển coi nó la cái gì bển hả? Cái gì mà bển nó la sùm bển kìa. Gì? Ủa rớt cái mít luôn cả nhà ơi. Từ 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 từ. Đang cào cái mít lợi, nó rớt cái mít rồi nè. Rớt cái mít ra. Đâu? Chừng rắn á thằng ơi. Ồ. Đồ đi vô thử coi. Bởi rắn không? Từ từ vô để quan sát cái này, vô có rắn không nè. Bữa đó thấy rắn nằm đây nè, nó còn lẳng vãng đây đây á. Ui trời 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 trời, con gì? Ui ô, con này lạ quá, là đây cái gì lùm lùm hết trơn vậy? Có luồn hả? Con chuột hay gì á? Cái gì vậy? Rắn này nha. Bữa nay em thấy có cái gì lạ không ta? Quá trời mũi luôn ta ngu. Đi vô cả nhà ơi. Trời, đúng rồi đó. Ê. Có cái gì trong nhà? Có cái gì bên trong á? Anh cũng mới thấy cái gì ngay chỗ này nữa nè, phải bên trong không đâu đi nè. Cái gì trong nhà? Chỗ này càng ngày càng nguy hiểm ta. Ôi ôi trời. Thiệt luôn, cái chỗ này giờ càng càng nguy hiểm thật. Cái gì vậy?
nó mới dùng lên ở dưới cái chỗ cái gì cục viên gạch này, bỏ trên nóc nhà dây chừng phát nó ấy ra chỗ nguồn cái viên gạch rồi nè. Nãy giờ liên tục người gì là có gì đó từ từ quay tắt nhà này sao ngộ quá trời. Lần nào vô cũng vậy cả nhà, rất là nguy hiểm. Gì vậy? Ê. Nó nữa đó cả nhà. Bây giờ thì Tấn ơi, chắc lẽ hai anh em mình tìm cái cách nào hôm nay là mình sẽ đập luôn cái cục gạch bồ, cục gạch nó bỏ luôn cái Tấn ha. Không lẽ giờ mà đứng ngoài này mình nói trong đó cái dùng linh nó nghe được ta? Có thể họ biết ha, có thể họ biết, biết anh em mình chuẩn bị cho nên họ quậy hai anh em mình đi sợ thì sợ đi vô tiếp thôi, tiếp tục vô thôi chứ làm sao giờ, vô tiếp. Tiếng động lớn tiếng động nhỏ có đâu đâu. Có ai ngoài hết đó không con? Không có đâu. Không có. Tại vì nghe tiếng động ở trên là tiếng động ở dưới vậy chứ tiếng động tiếp. Không có đâu con ơi. Nó. Gì? Nó trên nhà hả? Chỗ nào vậy? Chỗ nào vậy? Đâu? Tiếng động nghe được tiếp. Nay dữ lắm rồi thằng ơi, phải nãy vô đừng có nói, anh nói nãy vô mà đừng có nói đó. Anh nói rồi, hồi nãy vô mà đừng có nói cái đó, quên, đừng có nói gì cái vấn đề đó chi, nói bây giờ hả? Nó, đừng có nói vấn đề đó chi, nói vấn đề bây giờ. Cái da rắn, nghe cái da rắn mà cả nhà, một dài thon luôn nè. Đi đạp trúng rồi hết rồi. Ủa cái bọc này đâu vậy? Cái bọc này tự nhiên chắc có lẽ là vừa ở mình từng làm được cúng mình quên mở nó lại. Yeah. Cái cục gạch bồ thì vẫn còn đầy cả nhà nha. Cục gạch bồ vẫn còn đầy. Anh vừa soi cái cam lại cục gạch như vậy nè. Không được rồi. Anh vừa soi cái cam lại cục gạch là bị liền. Không biết làm sao, chắc có lẽ anh em mình những cái đó. Tội lớn mà những cái tiếng to nó kêu rốt 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 nó nhà liên tục đó. Đó, nó kêu đó. Cục gạch nè, mới gọi cục gạch nè. Khoan khoan từ từ. Không phải liên tục như nó. Bảo quá cả nhà. Chắc lẽ anh em mình đập cục gạch này bỏ quá. Anh tiếng không? Đi công kích lúc nào? Có. Ôi, cái gì? Cái này nó quậy dữ lắm rồi, cái này cái chỗ này nó quậy ra dữ lắm. Thằng ơi, cái điều hôm ra mình chưa thấy nè Tân. Có lẽ là không lẽ lúc trước là cái cục gạch đó là mình đốt cái cục đó mà không đốt cục này sao Tân? Nè, em có hiện tượng cục này đây nè. Đây, này thấy chưa? Nó. Đây nè. Đây nè, thấy chưa nè, em thấy nè.
nó cũng có những cái đồ để mà đây nè, có cái hình đi cho đây là đây nữa nè, đây nè, đây cả nhà nè, thấy anh bóc lại đây nè, đừng đây nè cả nhà nhìn thấy nè, thấy đây nữa nè, cái này bữa nay nó bị lật luôn rồi thầy. Đúng rồi, tội có cái chai nước gì đây vậy. Ôi, hết tồn. Cái gì? Cái gì? Ông cũng đúng gì? Con gì mới chạy? Hả? Con gì? Có phải con gì không? Dạ. Con rắn mối. Phải không chạy? Nè. Ờ, tao cũng rắn mối không? Ủa con là cái viên gạch nó có cái gì? Viên gạch này thì có vấn đề chắc rồi. Hả? Đây nè. Có hình thế này nè. Cái cây đâu có tiêu rồi. Đây nè, thấy mà. Cái này nó lăn ngoài nhanh lắm. Ôi trời trời trời. Đi đây. Ủa cái này mấy cái mối làm nó thật. Còn cái này nó quan trọng nè. Cái này bây giờ nó luôn liên tục di chuyển. Thì bây giờ mình sẽ gom cái gương gạch này. Thôi, đúng gì? Đốt luôn hả? Không không. Không để em đốt con gạch thôi. Gom con gạch đó đốt luôn. Đập bỏ con gạch này luôn rồi đốt luôn. Cục này luôn. Để làm gì kia. Ok ok. Máy đi. Đi đi máy. Trời nghe nói mới nghe nó đốt làm nữa rồi Tăng ơi. Mới nghe đốt làm nữa rồi. Bữa nay quá trời đất rồi. Nhưng mà anh em mình cỡ nào cũng phải đốt ha. Ở nhà rồi, hôm nay lo hai anh em mình đốt luôn. Cái cây mà tự nhiên nó búng qua nó ghê rồi. Dường như là giống như một vật. Có giống như lai nó dịch. Có ai đang đi qua đó. Ừ. Đi qua đây luôn rồi. Ở đây luôn nè. Ồ, ồ, gió nè. Xuống dạ. Đập trúng cái cây, nằm. Cả nhà ơi, chắc là mình phải cố gắng, mình phải hai nay phải liều một cá, phải đọc bỏ trên gạch này làm cái nguyên thức của cá xem nè. Bữa nay miếng màng đỏ mà không đụng tới luôn, mình để đi nguyên gì luôn. Để gì luôn. Rồi, đặt máy nha ha. Rồi, thì ông bà của chú chị ơi, anh em tìm cái cách nào. Tìm cách nào để sẽ đập trúng gạch này nha cả nhà. Đây nè. Đây, đụng có ngàn đỡ. Cái chân là đây nè. Nó nè. Đây là cái gì đập nó luôn, không có cái gì hết. Đây nè. Ủa, đắng mối. Ủa, đắng mối. Đây nè, anh thấy có cái này nè. Cô bác bữa nay anh em mình sẽ tháo buông cái màn ra đây, con bác mình xem nó rõ. Nhiều khi cái vấn đề của bác nói ở bên trong nó sẽ có cái người là đó hay là ai. Đập luôn cái nhà này. Đó bên trong nếm hai anh em mình vào, nhưng mà thật sự bữa nay mình cũng cố gắng để mở. Này, ông bà cô chú anh chị nè, thấy cái hình này không? Này lấy sẽ lấy cái này đập nó luôn. Này. Bây giờ thì em ấy đi, em chuẩn bị em ấy đi, rồi đập xong cho nó nát xuống rồi bắt đầu em đốt. Hôm nay anh em mình chơi lớn luôn nè, có cái gì thì vậy có anh em mà sẵn hỗ trợ anh em. Ôi, anh nghe cái gì chỗ này nè. Anh nghe có gì chỗ này nè. Làm như là nó đang la đó cả thằng ơi. Đang có tiếng gì đang la đó. Bây giờ mình đốt xong rồi mình đập phải không? Đốt xong hay đập? Ở trong đó nó có cái mùi đốt. Đâu đấy. Thank you.
Nghe rồi. Cậy đi. Cốt đi. Ấy chưa tóc hơi cái này. Ừ. Quá. Rồi cái cây cắm hương của mình mất đi luôn. Hồi tối mình về là hồi tối mình làm mình thức đến cái ngày kia mình chạy mình bỏ thêm cái cắm hương luôn nha. Cái cục cắm hương của mình. Tắt đèn tay rồi. Đi cái. Tắt đèn tay. Gì vậy? Có gió gì không kìa? Hồi mèo thấy cái điều gì lạ không? Đây đưa lên nhìn như là mũi. Ủa nãy giờ anh em mình. Ừ đúng rồi. Ủa nãy giờ anh em mình vô làm quá trời, bây giờ anh em mình chuẩn bị bài ra. Rồi bắt đầu đốt cái thứ cúng rồi chuẩn bị học là sao rồi im ru rồi. Còn cái tiếng con kêu cho tới ngày nữa. Nhưng mà cái tiếng lớn như hồi nãy thôi còn. Nó nó. Nó này mũi quá cả nhà. Làm mà chuẩn bị sẵn đốt luôn, đốt xong đập luôn cả nhà. Cho nghe đập thiệt bỏ luôn. Tôi mới coi hiện tượng gì. Mày liều một bữa luôn. Anh em liều xanh mặt luôn. Cháy nữa, tặc nữa. Làm gì cũng nghe kia nên. Quẹt đốt con cháy luôn. Cháy không? Nó quẹt. Mũi qua mũi. Thôi. Ok. Lát này đập. Đốt xong đập. Đốt ngay chỗ này nè. Tí cả. Đúng rồi bỏ hai lá bùa. Cắm rồi. Chạy gì? Ôi. 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 Cái bộ đâu đâu? Rồi rồi ơi. Hay. Ôi trời. Sao? Kiếm mấy cái lá bùa lên mẹ cho tôi. Anh có biết mà để của học nào đâu. Trời trời. Thôi là rút lá bùa là kịp nó không làm hòa luôn đó nha. Trời ơi trời. Làm kéo lộn học cái học. Sao mà hãy nhìn vô tôi không thấy cái gì chứ có thấy một cái gì đó cái lùn gì đó nó. Anh thấy gì đen đen ở chỗ anh sao? Nhưng mà khoan. Dạ. Khoan hãy lại, bình tĩnh đi. Tần kéo không tần quá trời đâu, không sao.
Rồi cái tay cái tay trên đó. Lá bồ thì để trong khoé là nó lôi xuống dưới luôn. Đây là cái nhà lá bồ nè. Trời ơi. Hồ anh vô đập phát bể một cái là nó làm nó bức em liền. Đập. Đập từ từ đâu. Không đập liền chứ mình đốt xong rồi. Từ từ đó. Im đi, từ từ đi. Em ngồi bình tĩnh nha. Em anh ráng anh vô anh coi coi. Có cái điều gì đó không nha? Anh sợ vô kéo anh nữa. Trời ơi. Rồi. Ngồi im đi. Lâm giờ không dám vô nữa cả nhà. Mới thấy rõ ràng lúc mà Lâm thấy là con gịch không nổi, gịch không lợi luôn cả nhà. Tập mà té luôn á. Trời ơi. Theo cái giò luôn nè. Có gì vậy? Tiếng động ở trên nữa. Thì bà cô chú chị, anh Tân đang đi quảng hút. Từ từ, bình tĩnh. Im đi, từ từ, ngồi im đi chút xíu hết à. Anh thấy nó khi mà anh kéo mày nó có một cái điều gì đó, có một cái giống như một cái ma lực gì nó rất là mạnh cả nhà, nó mạnh dữ lắm. Lâm là rất là mạnh luôn đấy, Lâm cả nhà biết cái tướng Lâm rồi đó. Mà Lâm kéo không nổi luôn á trời. Kéo anh sợ kéo mày kéo thật nó nói cả nhà chứ không phải kéo mạnh quá chừng đứt cái chân cho nên con tầng luôn. Thôi là kéo cái Lâm bù ra. Giờ đặt đi lại anh em đi lại coi thử sao nha. Cái gì vậy? Hả? Sao? Cái gì vậy? Hình như có ai không? Có ai mà thấy cái gì ấy cái giò anh á. Cái nhà ủa nha. Làm như là có ai cái đằng này dính cái đằng sau nó ngã cái gì luôn nha. Đằng này ngã là anh chạy em đụng ngã. Dạ. Rồi vẫn kéo nó rớt nhất. Thì ông bà bố chú chị ơi, không lý do gì á là có một cái vật gì á đang gạt cái chân anh hoặc là đang lôi chân anh té một cái. Ừ trời. Nhức quá cả nhà. Đau quá đau. Cái điều mà cô bác mình xem anh em mình cố tình phá một cái viên gạch mà bữa giờ thì nó không bể. Đó là bể cái viên gạch kia. Bể cái viên gạch kia luôn, viên gạch kia bể được cái đầu thôi cả nhà. Gạch to bình thường cái viên kia bể đẻ hết trơn luôn rồi. Viên kia mấy ngàn mà cục đó còn luôn kìa. Ôi cho ba ông bà cô chú anh chị xem. Cái viên này đã còn. Dạ hôm nay thì có ai thì đi lên màu đỏ luôn, cái màu đỏ ngay chỗ cái viên này. Thầy ông có mắt được không? Nhức quá thằng ơi thằng. Hôm nay thì lên một cái màu đỏ luôn. Màu đỏ này, màu đỏ này, màu đỏ này, màu đỏ này. Ôi trời ơi. Anh nghĩ là có một điều gì đó khi mà kéo em rồi đó là bị luôn anh đâu mà đi ra đâu là sàn ra trước rất là lẹ luôn cả nhà chưa tha anh em mà nó không tha cái này nó không tha anh luôn đó tần nó không tha anh luôn đó tần đây nè cái cục gạch này nó còn luôn. Mà đặc biệt là nó bể mà cái hình giống hình người nó còn nguyên luôn. Không bao giờ bể luôn. Không bể hình luôn mà nó bể miếng gạch bên kia không nè cả nhà nè. Nó hình người vẫn còn nè. Bể nát hết trơn. Nát hết trơn luôn. Bây giờ làm sao? Đập tiếp hay sao? Cái gì vậy? Ui, lạ vậy? Ê. Anh em bà cô chú anh chị tại sao lại cái tấm này nó lại nằm lên cái trong hương này nè lạ quá trời lạ luôn.
gì cũng đập. Đây không đùa tụi nó không. Ôi trời thằng ơi. Đừng đùa nha. Cái này có phải gió không rồi? Anh nghĩ nó có gió đó, nhưng mà không biết phải gió, cái tiếng nào phải gió, gió nó đâu có làm nó sẹt dữ vậy. Đâu đi ngoài coi thử coi. Ê, vô cái chân của Lâm đau ở nhà cho nên bây giờ không biết có hiện tượng. Do chân của Lâm nó đau cả nhà, không biết cái hiện tượng là cái gì nữa, nó làm cái sẹt này nè. Để em ra mày mày dắt mình đó anh coi ra Tân. Anh coi ở đây coi sao có không. Bây giờ cũng ráng coi cho cả nhà xem có cái điều gì đó nó rất là mạnh luôn á cả nhà. Nó rất là mạnh luôn cả nhà ơi, nó mạnh dữ lắm cả nhà ơi. Nó mạnh lắm, hai anh em không lầm lợi luôn. Thấy em lên. Em có ra sao em coi cho. Ra ngoài sao coi coi. Anh cũng không dám đi nè, tao bị. Ở nhà hồi nãy nó kéo Tâm gạt cái chân của Lâm. Té một cái. Em Tân vừa đi vô, Lâm cũng đi theo, té một cái trời. Cái gì vậy? Cái gì Tân? Bây giờ là coi như là anh em mình đốt cái cục gạch mùa này chưa có thành công luôn á Tân. Bây giờ làm sao đây? Đập cũng không được. Đốt không thành công rồi nha, đập cũng không thành công, nó đập mà bị vậy là bây giờ nó còn liên luôn. Ừ, chắc có lẽ hai anh em mình sẽ ngưng video Tân ơi, để có dịp khác lại mình sẽ anh sẽ lấy cái gì? Anh sẽ tìm một cái miếng bùa nào đó để phụ em, hoặc là mình tìm cách nào, hoặc là mình tìm cách nào để mà lần sau mình lợi là mình phải biết cái điều này, rồi mình phải làm cái điều gì đó, mình phải đem múa theo, đem múa bự đều theo đập được, hoặc mình đem theo cái những cái thứ mà mình nó cần thiết. Em nói thật sự là cái vấn đề là trong khi đó hai cái cục gạch nó giống nhau nhưng mà nó lại một cái cục á, nó lại bị bể banh chặt ra hết trơn, mà một cục thì vẫn giữ nguyên khối chỗ cái hình nhân đó. Thật sự ra điều đó mới là nguy hiểm. Đúng rồi. Để là sao em sẽ lấy thêm hai ba lá bùa nữa chứ không có lấy hai lá bây giờ. Không, anh cũng phải, anh cũng có một lá nữa, để hôm nào anh cũng hôm nay cứ nghĩa là em gọi danh sớm quá cho nên là anh đi nửa đường rồi, cho nên là anh không có lấy theo được, thì để lần sau anh cũng sẽ lấy theo cái tấm bùa đó mà để hỗ trợ phụ với em ha. Thì chắc có lẽ giờ anh em mình sẽ không vô nữa, bây giờ có một cái hiện tượng gì đó rồi. Thôi anh em mình kết thúc video, ông bà cô chú anh chị ơi, Lâm sẽ với em Tân kết thúc video tại đây. Nói nè, rồi vừa nói thôi, chắc anh em mình ngưng khúc kết thúc video tại đây. Lâm xin chúc ông bà cô chú anh chị luôn vui vẻ, hãy ủng hộ kênh anh em để có thêm động lực trở lại một cái lần sau và tìm hiểu kỹ hơn và tìm cách nào đó để đập cái viên gạch này nha cả nhà, cái gạch mùa này nha cả nhà nha. Bây giờ thì chào cả nhà nha.